Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 162. Sa chàn tát đu xin rằng sa ca dô ti sô thát 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 ta lăng ra thát ra chàn xin rằng mà lằng ra thà lằng ích chất ti sổ phá giới quá trầm trọng dây neo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con mời bàn tay của cô Ánh Minh ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành tay. Cảm ơn Su Khá. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ đệ đức Pháp Tính, đệ đức Tuệ Nhẫn, đệ đức Tịnh Đạt. Dạ, kính chào quý anh chị, con xin phép được trả bài câu Pháp Cú số 162. Em trả bài vắn tắt thôi rồi xong mấy chị thỉnh pháp sư ha. Em thấy gần hết giờ rồi. Giá xá á chàng ta đu xì lăng mà lu hòa xà lạ mi vô tha tăng ca rô tí sô ta thát ta năng giá thà năng ít cha tì đi sô. Giá xa á chà ta đu xì lăng mà lu hòa xà la mi vô tha tăng ca rô tí sô ta tha ta năng giá thà năng ít cha tì đi sô. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Và xa chán ta đu si lăng mà lu qua xa là mi vô tha tầng ca rô ti sô ta tha ta năng và tha năng y cha ti đi sô. Như dây leo mà lu qua bám ghì đeo xí xa la chết dần nếu ta quá nhiễm dục trần. Kẻ thù không giết, tự thân giết mình, như dây leo bám xí cây, cội cành tàn tạ đợi ngày chết khô. Quá nhiều dục lạc nhiễm ô, là ta đã tự đào mồ chôn ta. Vỗ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã trả bài xong, kính dâng đến lại đào chôn. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Kính cảm ơn chị Đạt Đông để cho biết âm thanh rõ. Dạ, con một lần nữa con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Kính mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta. Dạ, cảm ơn chị Đạt Đông. Dạ, kính mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to
Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato. Arahato Sama Sambuddhassa. Brahmacalokathipatthisahambati katan chaliang thiwarang vachatha santitasatta barachankachatika desetu thammang anukham pimang vacham tha tham ba berim vinayang cha kayang sutang cha bang đăng abhi tham ma cha mang ako tayanto cha tat chan cha đăng đăng ba bo đa nay ye ba si ra cha man che evang saham bati brahma Bhagavan tăng Aya cha tha tùng mi phá quy na tăng bút thô cha yun na thi wa sa ya tăng ha bút tha Aya ni na mi la la yam ta tu ga tu pan A tô ba phu ti tham bồ tô a nu na tham ma đề sa năng ma ga wa na sa si đề si sa ta năng a ta vi sa kham te na sa thu a yo ban te đề se tu tham ma đề sa năng sa pa di ya ba ri cha tha anukamba bi ca ta chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ trời lở mọc đắng nhờ ánh sáng trổ lành tại tán bụi hương pháp màu ánh sáng vi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhắn lời những chân dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhậm vương long giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều tận như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 mà giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mồn những điều lợi ích năng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành gửi khắp thế gian bởi nhân cớ tin rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp nôi đàn từ bi chúng con ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu đường thi thi ban toàn và nam mô bút tha giá dạ. Dạ, chúng con đã cung thỉnh pháp sư và con xin nhường mic lại cho sư Tuệ Nhẫn và dạ, Tuệ Nhẫn con kính thỉnh sư nhận mic và dạ, để thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con. Và giờ này con xin nghiêm tinh thân cầu ý để đảnh lễ ơn đức Tam Bảo và chúng ta chích nghĩa tự vựng và duyên sự cùng với chia sẻ giáo pháp vậy. Arahang Samma Sambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Aphivademi Swakato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagavato Sawakasangho Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não,
Ngài xứng đáng là thầy cả trời người. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo Đức Thế Tôn khéo thuyết có công năng hướng thượng. Những ai thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được giác ngộ giải thoát niết bàn. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc được đạo quả, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên, kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, và nhất là kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị ở gần ở xa, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm chấm dứt được sự khổ tử sanh luân hồi. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học câu kệ số 163 câu pháp cú. Trước khi chích nghĩa từ vựng, sư xin đọc những câu kệ: Sukha rani asa phuni atano ahita nicha yam ve hitancha sa thuncha tăng ve para ma dukkha rang. Và cái nghĩa việc được ngài dịch là những việc không tốt đẹp và không có lợi ích cho bản thân là những việc rất dễ làm. Đúng vậy, việc gì có lợi ích và tốt đẹp, việc ấy hiển nhiên khó, vô cùng khó. Cái từ ngữ của cái câu kệ đầu là Sukha Rani Asa Thuni. Cái từ Sukha Rani thì chúng ta biết là cái từ kara, cái căn của nó là cái căn ca, động từ của nó là kara tí, nhưng mà ở đây nó là danh từ thì nó gọi là kara. Tiếp đầu ngữ của nó là su, và chia theo chủ cách gọi là su ká ra ní. Ở đây nó có cái nhóm từ, hai từ hợp lại, từ kara cộng với tiếp đầu ngữ su, và nó là trung tánh và chia theo chủ cách số nhiều, tức là những việc làm dễ dàng. Cái tiếp đầu ngữ xú á, thì nó có nhiều nghĩa như là dễ dàng, tốt đẹp, khéo léo. Còn cái từ cá rá, cái căn cá của nó, cái danh từ lam tánh là chỉ cho việc làm. Nó đứng riêng của nó thì nó trở thành danh từ lam tánh, nhưng mà khi mà nó được chia đi chung với số cá rá tí, tùy theo nó biến, nó thành là nhóm từ. Ở đây thì nó là trung tánh, cái câu này thì nó là trung tánh và nó chia theo chủ cách số nhiều, những việc làm dễ dàng. Tiếp theo là cái từ thứ hai là asa thu ní. Asa thu ní ở đây nó cũng là một cái hợp từ á cộng với sa thú. Chúng ta biết là cái từ sa thú thì chúng ta biết là rất nhiều rồi. Từ sa thú nó cũng có nghĩa là hoan hỷ hay là chúc tốt đẹp, hay là rất nhiều cái nghĩa. Thì ở đây gọi là asa thu ní, nó thuộc danh từ trung tánh chia theo chủ cách số nhiều, là những việc làm không tốt đẹp. Sa thú thì nó là tốt đẹp. Nhưng mà tiếp đầu ngữ của nó là á, nó có nghĩa là không. Do vậy là cái câu này là không tốt đẹp. Và tiếp theo nữa thì chúng ta biết là cái từ atano. Atano chỉ về cái bản ngã, hay là chỉ về cái mình hay là tôi. Mà nó cũng chỉ có nhiều cái nghĩa, nó chỉ cái nghiệp nữa. Cái nghiệp, cái hành động, cái nghiệp nữa, nghiệp mà mình đã làm, nó có tùy theo. Thì cái từ
Tiếp theo là cái từ Ahitani. Từ Ahitani thì cái từ Hita, tiếp đầu ngữ của nó là Á. Ở đây nó thuộc về tính từ trung tánh, chia theo chủ cách số nhiều, là chỉ cho không có lợi ích, không có lợi ích, không có lợi ích. Cái từ hí tá là chỉ cho lợi ích, nghĩa của nó là lợi ích. Và tiếp đầu ngữ của nó á thì nó ghép là chành thành á hí tá. Á hí tá ní thì là không có lợi ích. Và tiếp theo cái câu kệ thứ hai là Giang quê hít tanh chát sa thun chát. Cái từ hít tăng hít tá thì chúng ta đã biết rồi, lợi ích. Còn cái từ dân thì chúng ta biết là giá. Thì chỉ cho người nào hay ai. Và cái từ quê, hát quê đó là đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Từ sa thú thì chúng ta biết rồi. Sa thun chá thì ở đây thì nó cái từ sa thú. Mà nó chia. Nó chia theo chủ cách là chỉ cho cái sự tốt đẹp, tốt đẹp. Sa thun chát. Cái câu thứ ba là tăng quê tá má đúc cả răng. Tăng tức là tá, ở đây là nó là cái đại từ trung tánh chia theo chủ cách nè. Cái câu này nó chỉ cho việc ấy, việc ấy. Tùy theo cái ngữ cảnh có đôi khi là tùy theo câu kệ mà có đôi khi là chỉ cho người ấy, hay là ở cái câu kệ này thì chỉ cho cái việc ấy. Và cái từ cuối cùng gọi là para madukkaram thì cái này đó là một cái hợp từ, từ parama nó cộng với dukkara, nó thuộc về cái nhóm từ trung tánh chia theo chủ cách là việc làm vô cùng khó khăn. Parama nếu mà một cái tính từ là vô cùng hay là cao nhất, paramattha đó, chúng ta biết là cái từ thường là vậy, là paramattha tức là cùng tột đó, hay là vô cùng cao nhất hay là tối thượng. Mà khi mà chúng ta biết là khi học vi dụ pháp nó có hay có cái từ này, cái từ paramattha này tức là những cái pháp cao tột chỉ cho những cái pháp chân đế. Còn cái từ dukkara nó là cái nhóm từ là việc làm khó khăn, việc làm khó khăn, khó làm. Tiếp đầu ngữ đú tức là khó khăn, xấu, ác. Còn cái từ cá rá tức là cái động từ, cái danh từ là làm, là việc làm. Đó là cái ý nghĩa của trích nghĩa từ vựng trong cái bài kệ Phúc Cú số 163 này. Và được Ngài Minh Châu, Ngài dịch theo thể thơ năm kệ nữa. Và chúng ta biết là có rất nhiều bản dịch về văn xuôi, như là bản dịch của Ngài Incharananda hay là bản dịch của mấy vị thầy Bát Tông cũng có. Thì chúng ta học ở đây thì chúng ta cứ lấy theo cái văn và nghĩa của Ngài. Và ở đây Ngài dịch là dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối thượng khó làm. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ chúng ta qua đến cái tích truyện của cái câu kệ 163 này. Chúng ta biết là cái câu kệ 163 này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại cái rừng quê lúa lá Trúc Lâm, mà đề cập đến đề bà Đạt Đa. Đức đề bà Đạt Đa, Đức đề bà Đạt Đa thì chúng ta biết rằng khi
Lúc đầu thì Ngài xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, Ngài tu hành cũng rất là tinh tấn, giới hạnh, đắc được thần thông, thắng trí, nhưng mà chưa đắc đến đạo quả. Nhưng mà vì những cái nghiệp mà quan trái đối với Đức Phật trong quá khứ, cho Bồ Tát trong quá khứ, nên là khi Ngài xuất gia như vậy thì khi mà Ngài đắc thần thông rồi thì Ngài ỷ lại với cái tâm của Ngài, và sau đó thì Ngài mới muốn có cái quyền ở trong tăng chúng, lên là Ngài để Bà Đạt Đa đã tìm cái cách hãm hại Đức Phật và chia rẽ tăng chúng để mình lên làm vị giáo chủ của tăng chúng, nhưng mà không có được nên Ngài gây ra sự chia rẽ tăng chúng. Và cái bề kệ pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại quê Lú Á Lá Trúc Lâm đề cập đến Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, cố ý chia rẽ tăng. Và cái câu chuyện chi tiết về Devadatta cố ý chia rẽ tăng là có một hôm thì Đức Devadatta trông thấy Ngài trưởng lão Ananda đang đi trì bình khất thực, và đã nói lên cái ý định của mình rằng: này đạo hữu Ananda, tôi sẽ hành lễ Bồ Tát cùng với tăng sự Diêm, tức là lúc này là để Bà Đạt Đa đã kết hợp và đã dụ được Đức Vua A Xà Thế, và chúng ta biết là Đức Đề Bà Đạt Đa cũng đã có được hơn 500 những cái vị tỳ khu mà chưa có những cái quả chứng mới tu, và Đề Bà Đạt Đa đã thành lập, đã dụ dỗ được hơn 500 cái vị tăng chúng này. Và trưởng lão Ananda lúc đó khi mà nghe được Đề Bà Đạt Đa nói như vậy thì Ngài im lặng, Ngài không hoan hỷ, Ngài cũng không có chỉ trích. Và sau khi khất thực xong thì trưởng lão trở về bạch trình lên Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn vào sáng khi mà còn đang đi trì bình khất thực thì Devadatta trông thấy trình với Đức Thế Tôn là khi mà con đang đi khất thực thì Devadatta mới trông thấy con, và trong cái thành Rajagaha, và vị ấy đi đến nói với đạo hữu Ananda: kể từ hôm nay trở đi tôi sẽ hành lễ phát lồ và các tăng sự Diêm, và không hành tăng sự chung với Đức Thế Tôn và tăng chúng nữa. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Devadatta sẽ chia rẽ tăng, tức là sẽ hành lễ phát lồ và hành tăng sự Diêm. Và được nghe trưởng lão Ananda nói như vậy, bạch trình câu chuyện ấy, thì Đức Thế Tôn mới thốt lên cái lời cảm hứng rằng: Sukkarang sa thú na sa thú pa pe na dukkarang pa pang pa pe na sukkarang pa pa mari yehi dukkarang ti. Thiện nhân hành thiện dễ dàng thay, ác nhân hành thiện khó chi tài. Ác nhân ác không gì khó, thánh nhân hành ác chẳng quen tay. Đó là bài kệ mà Ngài Pháp Minh cảm hứng qua cái câu mà Đức Thế Tôn nói Bali. Và sau khi thốt lên lời cảm hứng này thì Đức Thế Tôn bảo: này Ananda, việc làm đáng gọi là vô ích cho mình thì dễ làm, còn trái lại, việc làm hữu ích cho mình thì khó làm. Nói rồi thì Ngài ngâm cái câu kệ rằng: Sukkarani asathu atatno ahita nicha yam ve hitan cha sa thun cha tang ve para ma dukkarang.
Nên là sư trình bày hết những cái đó để cho quý vị chúng ta cùng tôn quý chánh pháp của ngài. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài này thì đọc ác trọng nghiệp và một cái thiện trong đời này, thì những cái vị mà thiền, các vị có giới hạnh mà an trú nơi thanh tịnh và đạt được cái tâm thiền định này, mà khi các ngài giữ được cái nimitta và cái tâm thiền trong đời sống, mà khi tâm cận tử ngay sống này thì có cái tâm thiền cái đại trọng ác nghiệp, thì chúng ta biết là đại trọng ác nghiệp thì nó có 5 hoặc là 6 nếu mà nói rộng. Đó là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm Đức Phật chảy máu, chia rẽ tăng và người có đại tà kiến. Người có đại tà kiến. Và chúng ta đã nghe rất nhiều rồi. Thì cái câu chuyện này thì nói đến cái đại trọng ác nghiệp mà Đức Đề Bà Đạt Đa đã dùng hai thứ là Đề Bà Đạt Đa không những hại Đức Phật, làm Đức Phật chảy máu, và Đề Bà Đạt Đa còn phá hòa hợp tăng và chia rẽ tăng. Do vậy mà ngay trong cái kiếp sống đó, mặc dù là Đề Bà Đạt Đa đã từng đắc thiền ngũ thông, nhưng mà rồi vì cái lòng ganh tị, vì cái sự ngã mạn, mà vì cái sự ác nghiệp mà trong quá khứ đã gieo oan trái, mà đã phá vỡ cái đời sống phạm hạnh của Đề Bà Đạt Đa, và Đề Bà Đạt Đa đã phạm phải những cái trọng nghiệp đó, mà sau khi thân hoại mạng chung ngay kiếp sống đó thì đã rớt thẳng vào địa ngục ao vị trí và hết một kiếp trái đất. Và sau đó thì trong nhiều cái chú giải cũng có nói rằng là ngài sẽ thành Phật độc giác trong vòng 7 ngày thì ngài sẽ niết bàn khi ngài sanh lên cõi người. Đó là về cái bài pháp ngày hôm nay. Thì trước tiên con nói về những cái trọng nghiệp như vậy để chúng ta đi sát vào cái điều đó, phải pháp đó. Và cái câu pháp cú này thì nó có rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều ý nghĩa. Trước tiên
thuyết cái bài, chia sẻ cái bài pháp này thì bao giờ cũng vậy, chúng con luôn có một cái lời nói đầu rằng hãy đừng quên âm thanh, hãy đừng quên cái nghe là một pháp, âm thanh là một pháp khác. Hãy đừng quên cái thấy là một pháp, cái được thấy là một pháp khác. Khi nào chúng được nắm được cái đường vào của chánh pháp, nếu như chúng ta không bắt đầu từ cái thấy cái nghe trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ không hiểu được quả của nghiệp, chúng ta không hiểu được nhân, chúng ta không hiểu được phiền não, và chúng ta cứ chấp tôi ta miết. Thì chính vì cái phẩm này là phẩm tự ngã, mà chúng ta biết là tất cả mọi đau khổ, mọi cái đọa xứ, sanh tử luân hồi, nó đều do tự ngã, chấp vào tự ngã. Mà tự ngã này là không có thật, mà do chấp thủ năm uẩn. Mà do cái gì do chấp thủ năm uẩn? Tức là không hiểu về thấy là một pháp, cái nghe là một pháp khác. Cái thấy thì không bao giờ là cái nghe, và cái thấy thì không phải là cái đối tượng được thấy. Cái đối tượng được thấy thì không phải là người, đàn ông, đàn bà, không phải là âm thanh, không phải là vị, không phải là mùi, không phải là cứng mềm, mà cái đối tượng thị giác chỉ là cái đối tượng thị giác. Nó không biết nói, không biết cười, không biết vui, không biết buồn. Nó tạm gọi là một cái màu của một cái tứ đại. Mà bấy lâu nay chính vì chúng ta không hiểu nó, nên là bao nhiêu tham, sân, si, tất cả từ đó mà ra. Tất cả những cái lậu hoặc đều do chúng ta không biết về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Cái thấy nó nói lên cái quả của nghiệp, cái nghe nó cũng nói lên cái quả của nghiệp, ở đó nó cũng là vô nhân. Những cái tâm vô nhân đó chính là những cái quả của nghiệp, thiện hay bất thiện. Và chính vì chúng ta không biết được nó, nên là chúng ta lầm lẫn, chúng ta muốn hưởng thụ nó, cái đối tượng thị giác. Nhưng mà đối tượng thị giác đó nó sanh và diệt lâu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ nó thường còn ở đó, nên chúng ta vẫn nghĩ nó là ai đó. Nó chọc tôi, nó ghẹo tôi, nó chửi tôi, nó mắng tôi. Nhưng mà thực sự thì nó đã biến mất từ lâu rồi, do có rất nhiều tâm nó sanh lên. Và cái đối tượng thị giác nó mất rồi, nhưng mà cái lý mít tá của nó còn ở đó, nên là cái thang vô minh. Và lúc này nó tạo những cái ác nghiệp ở đây rất là lớn. Do vậy rằng nếu chúng ta không có nắm bắt sâu sắc về cái thấy, cái nghe, cái ngửi trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ không phát hiện được tham, không phát hiện được vô minh, không phát hiện được tà kiến từ nơi mình, không có phát hiện được phóng dật, không có phát hiện được ganh tị, sang tham, tật đố, ngã mạn. Và khi chúng ta phát hiện được những cái thứ đó thì chúng ta mới thấy, ôi bấy lâu nay mình cho mấy cái thứ này là đàn ông, đàn bà, là vợ, là chồng, là bạn hữu, là kẻ thù. Nhưng mà thực tế đối tượng thì không có cái đối tượng nào mà nó có cái sự biết ở đó cả. Đối tượng của cái thấy nó cũng không biết, đối tượng của cái nghe nó cũng không biết, đối tượng của ngửi nó cũng không biết, đối tượng của nếm nó cũng không biết, đối tượng của xúc chạm nó cũng không biết. Mà những cái biết này nó cũng không có tham, sân, si. Và sau những cái khoảnh khắc đó, do không như lý tác ý mà tham sanh khởi, sân sanh khởi, tà kiến sanh khởi, ác trọng nghiệp sanh khởi, cũng từ đây, thưa quý vị, từ đây.
từ đây mà ra. Và nếu một ngày nào đó chúng ta thức tỉnh, đối tượng được thấy thì chúng ta cũng sẽ biết được cái đối tượng được nghe. Nó chỉ là những cái âm thanh vô thường, vô chi, vô giác, do duyên mà chúng sanh khởi, chúng biến mất. Thì lúc đó chúng ta không còn thương và ghét đối tượng nữa, thì tâm của chúng ta sẽ tự động bình thản, chánh niệm, tỉnh giác. Và những cái đối tượng này nó luôn luôn xuất hiện và nó biến mất, nhưng mà chúng ta không khéo đó thì trong đầu của chúng ta lúc nào cũng có con người, có bản ngã, có cái hình bóng của mình. Đối với những cái âm thanh mà mình được nghe, mình có mình ở trong đó, có cái âm thanh chửi mình ở trong đó. Chính vì cái chỗ đó mà tham tà kiến vô minh nó ẩn nấp ở trong đó, nó hình thành những cái sự trói buộc, cái kiết sử nó nằm sâu trong những cái lớp da này. Và cái tướng, cái tưởng, cái lý mít tá, rồi cái tưởng và cái vô minh về các cái thực tại, nó từ đây mà nó sanh, từ đây mà nó sanh. Và chúng ta thấy, khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta thấy rằng ngũ uẩn này, thế gian này nó chỉ là ngút ngàn ngũ uẩn và sự vận hành của ngũ uẩn. Và ngũ uẩn bị chấp thủ bởi vô minh, tham ái, tà kiến. Không, do chúng ta không hiểu, mắt là một thế giới, tai là một thế giới, mũi là một thế giới của thực tại riêng, lưỡi là một thế giới của một thực tại riêng, thân là một thế giới của một thực tại riêng, ý và các pháp. Và chúng ta gộp những cái thứ này thành tôi, đàn ông, đàn bà, nên là mọi sầu khổ nó đến từ đây, thưa quý vị. Mọi cái ác nghiệp nó cũng đến từ đây. Và khi mà chúng ta đã chấp thủ rồi đó, thì không có cách nào mà chúng ta có cái con đường để giải thoát được. Giải thoát được. Không có cái con đường nào để giải thoát hết. Nên là đời sống hàng ngày chúng ta để ý đó, chúng ta học Phật Pháp, nhưng mà chúng ta học đi đâu á, chứ không khi nào chúng ta học về cái khoảnh khắc này. Do đó mà tham nó vẫn tăng trưởng, si nó vẫn tăng trưởng, tà kiến nó vẫn tăng trưởng như thuở nào vậy thôi. Chứ đừng nghĩ rằng chúng ta học Phật Pháp nhiều rồi là chúng ta bớt được tà kiến. Trong những cái ngôn từ, ngôn ngữ, nếu mà chúng ta không hiểu về những cái thực tại này, thì trong đời sống này thì tà kiến nó vẫn cứ sanh, dầu là bạn học Phật Pháp đến đâu đi chăng nữa. Bạn không thực sự hiểu về những cái đang là thực hiện giờ thì tham nó vẫn sanh như thường, dầu là ở mọi cái hình thức tu tập. Tham nó vẫn sanh, tà kiến nó vẫn sanh, vô minh nó vẫn sanh, chấp thủ nó vẫn sanh. Nhưng mà khi hiểu về thực tại từng chút một thì chúng ta sẽ nhận dần được chúng không có đáng để chấp vào và không có đáng để bám líu. Mà không bám líu thì tâm của chúng ta không có chạy theo các cái đối tượng, dầu là đối tượng đó là Phật tử đại gia hay là bất cứ cái gì, mà vị đó chỉ sống trong cái giới vức của những cái thực tại này nó đang có mặt. Chánh niệm nó có một cái cực kỳ hữu ích là suy nghĩ, nó không có bàn tán về đối tượng, nó không có cho đối tượng như thế này hay như thế kia, và nó nhận biết đối tượng chỉ là đối tượng.
nó được thắp sáng thực tại. Nếu mà chúng ta nhận diện được thực tại thì chính cái thực tại nó thắp sáng cho chánh niệm và trí tuệ. Tại sao chúng ta tu càng ngày càng tham, càng ngày càng sân, càng ngày càng si? Thì đó là chúng ta đã tu học và hiểu sai lời Đức Phật dạy. Chứ giáo pháp thực sự khi chúng ta bắt đầu hiểu thì sự chân thật, tâm từ, tâm bi, trí tuệ nó sanh lên một cách rất là tự nhiên và không thể khác hơn được. Và khi chúng ta hiểu được thực tại thì chúng ta sẽ người, chúng ta nghe những cái người đó nói Phật pháp hay đến đâu thì chúng ta vẫn thấy cái sự giả dối và cái tâm si mê nó vẫn còn ở đó, chưa có thoát thai được trong cái sự hiểu của giáo pháp. Mặc dầu người đó có chỉ là chú giải này, chú giải kia, thì nó vẫn cứ ở cái tầm mức đó thôi, chứ nó không thoát thai một cái tâm sáng suốt từ bên trong ra được, mà nó vẫn chỉ luần quần trong cái ngôn ngữ chế định thôi, chứ nó không thực sự hiểu. Ví dụ như cái đói là một cái thực tại, nó không phải là tham, nhưng mà chúng ta khi đói lên chúng ta rất dễ hiểu là cái tham với cái đói ở rất gần cạnh nhau. Nhưng mà cái đói thì nó có thọ khổ rất là rõ ràng, nó là quả của nghiệp. Nhưng mà tham thì nó không phải là quả của nghiệp, nó là một cái động lực, nó là một cái nghiệp đang vận hành bởi phiền não tiếp nối. Và tham thì nó không có thọ khổ. Cũng vậy, cái thấy thì có hỷ, không thể có ưu được. Nó không thể có lạc được. Khi nào chúng ta nhận diện được cái tâm thấy này thì chúng ta sẽ nhận diện được tâm nghe, rồi chúng ta sẽ nhận diện được tâm ngửi, và chúng ta sẽ biết được cái sự tiếp nối. Và chúng ta biết khi nào, lúc mở mắt thì không phải là tâm thấy, mà lúc nhắm mắt thì cũng không phải là tâm thấy. Như vậy lúc mở mắt là khai môn, khai nhãn môn, nhưng mà lúc thấy thì nó lại là tâm quả. Mà tâm khi mà chúng ta mở mắt thì nó lại là tâm duy tác, chứ nó không phải là tâm quả. Nhưng mà khi chúng ta nhắm mắt thì có đôi khi nó lại là động lực tham. Ví dụ chúng ta hôn chồng tuyệt biên thì nó húp cái con mắt lại. Cuộc sống hàng ngày, thực tại hàng ngày sanh trong thấy nghe ngửi nếm đụng này, nó là cái thước đo cho bạn xem bạn hiểu được nó bao nhiêu thì bạn sẽ hiểu được Đức Phật bấy nhiêu. Và khi bạn hiểu pháp thì bạn sẽ thấy Đức Phật ở đâu. Giới hạnh nó tự động, nó sẽ hình thành lên cho bạn cái nhân cách, cái đức hạnh và cái trí tuệ rất rõ ràng. Còn bạn có làm cách nào, bạn có đẻ ra phương pháp nào, bạn có thuyết pháp hay cách gì, nhưng bạn không hiểu thực sự về pháp là thực hiện giờ, thì bạn vẫn chỉ là những cái người sơ sài vô cùng trong chánh pháp của Đức Phật. Ví dụ pháp là những cái gì đang thực sự sống động trong đời sống hàng ngày. Cái nghe là ví dụ pháp, cái được nghe là ví dụ pháp, sau cái nghe tham sân si thiện bất thiện chánh niệm trí tuệ đều là ví dụ pháp. Cái nghe cũng là tứ thánh đế, cái nghe thì nó là khổ đế, được nghe nó cũng có thánh đế ở trong đó, khổ thánh đế nằm ở trong đó. Như vậy cái nghe là khổ thánh đế, cái được nghe cũng là khổ thánh đế. Nếu mà chúng ta không thấy được những cái này Đức Phật dạy là khổ thì xin thưa với các bạn rằng
không có bao giờ mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Bộ Thánh Đế không phải là chúng ta tìm sách vở để mà trình bày nó, mà những cái gì thực tại các bạn đang thấy, nghe, ngửi, nếm đụng này, nó là khổ Thánh Đế. Và nó không phải là bạn, không phải là ai cả. Nghiệp không phải là của tôi hay là của ai đó. Nghiệp cũng do duyên mà sanh, thiện nghiệp cũng do duyên mà sanh, ác nghiệp cũng do duyên mà sanh. Thiện nghiệp cũng là thực tại mà ác nghiệp cũng là thực tại. Ngày nào mà chúng ta không hiểu được nghiệp là gì, những cái hành động, những cái suy nghĩ, những cái lời nói của các bạn đang chính là nghiệp trong đời sống hàng ngày. Và nó cũng nói lên giới hạnh của bạn. Giới hạnh là gì? Giới hạnh là cách hành xử thân khẩu ý của bạn trong đời sống hàng ngày. Rất là thật. Nó không phải là những cái điều chúng ta xin giới để rồi chúng ta chỉ nói mà không hiểu được giới là gì. Tâm bất thiện thì không thể có giới thiện được. Mà tâm thiện ở đó thì lập tức là có giới hạnh liền. Và sau khoảnh khắc thấy nghe mà chúng ta không hiểu thì vô minh là vô vàng, và vô minh thì lớn không thể tưởng tượng được. Ở đây mà biết bao nhiêu ác nghiệp khởi sanh trong đời sống hàng ngày do không có như lý tác ý, không có cái duyên để nghe diệu pháp của Đức Phật, nên là nhiều chúng sanh sa ngã đọa lạc. Họ đi tìm cầu chỗ này chỗ kia, mặc dầu họ vào giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà họ chỉ sống phất phơ qua ngày và sống lợi dưỡng, hay là sống tìm cầu những cái dục lạc mà danh dự hay là quyền uy, mà họ không để ý được cái lời dạy vô cùng lợi ích của Đức Phật, rất là thiết thực hiện tại, đến để thấy. Để thấy. Âm thanh chính là quẩn, cái nghe cũng chính là quẩn, tham cũng chính là quẩn, hỷ lạc cũng chính là quẩn, khổ cũng chính là quẩn. Mà hàng ngày nó sanh khởi liên tục, nhưng mà chúng ta không có nhận những cái điều thực này. Chúng ta chỉ đi trên những cái sách vở thì không bao giờ ra khỏi sanh tử luân hồi được. Lời dạy của Đức Phật phải khéo đưa vào, nên Đức Phật ấy, khi mỗi khi mà chúng ta nghe cái bài pháp Đức Phật dạy đại thuyết, hãy khéo lắng nghe Như Lai sẽ giảng. Lắng nghe cái gì? Lắng nghe Đức Phật nói về cái gì là thực hiện giờ. Hằng ngày không có cái gì ngoài ngũ uẩn và cái chấp thủ ngũ uẩn. Không còn gì nữa cả. Nên chính vì chúng ta chấp thủ ngũ uẩn là mình, là tôi, là ta, nên là chúng sanh ai ai cũng chấp thủ ngũ uẩn. Nên khi chúng ta gặp nhau với các duyên do thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, xúc chạm, nên chúng ta không hiểu những pháp này, rồi từ đó chúng ta sân hận, chúng ta suy nghĩ mang về
những cái đối tượng này, đối tượng kia, đẹp xấu, sang hèn, rồi các cái mối quan hệ chồng chéo lên. Chính vì vậy mà chúng hiểu rất rõ về đối tượng thị giác, đối tượng âm thanh, đối tượng của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Khi nào mà chúng ta trực nhận được các cái pháp này, thực sự là không có tôi, không có ta, không có đàn ông, đàn bà, mà chúng chỉ là màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, trùng. Khi nào mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ hiểu được thân là gì. Và khi nào tiếp xúc với các căn, chúng ta sẽ hiểu thọ là gì. Hiểu được tưởng là gì, hiểu được các hành là gì, và hiểu được thức là gì. Thì bài kệ ngày hôm nay thì chúng ta thấy được rằng là sao? Cái bài kệ này là dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc làm việc tốt thật tối thượng khó làm. Do chúng ta đã chấp vào cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thì chúng ta đa phần ai ai cũng vậy, nên là rất dễ làm các điều ác, suy nghĩ ác, hành động nói ác. Vì sao vậy? Vì sao cái thấy nghe ngửi nếm đụng lúc nào cũng là tôi, là của tôi, cái người này nói như thế này như thế kia, mà chúng ta không hiểu được cái người đó nói với cái tâm bất thiện phiền não, mà cái đó là một ác pháp. Vậy thì mình hiểu như vậy và nó đã diệt rồi thì mình không có tham gia vào nữa, và mình thấy nó như nó đang là vậy thì chúng ta không có nghĩ cái này là tôi hay của tôi. Nhưng mà thật là khó, phải không? Thật là khó vì chúng ta không lắng nghe diệu pháp cho một cách chân chánh, nên là chúng sanh rất dễ làm các cái điều ác về thân khẩu ý. Ngay kể cả thuyết giáo pháp của Đức Phật, chúng ta thuyết không khéo, chúng ta đang làm những cái điều rất ác, đang làm những cái điều rất ác, là mình cứ cho mình là trí tuệ, cho mình là thù thắng, đó là mình nghĩ thôi chứ không phải là pháp của Đức Phật vậy. Giáo pháp của Đức Phật dạy để chúng ta phải thực sự hiểu thì mới đem đến lợi ích. Còn không hiểu mà chúng ta thuyết giảng giáo pháp, đó là một ác pháp. Chúng ta đừng tưởng chúng ta vào trong giáo pháp của Đức Phật là chúng ta sẽ thuyết giảng giáo pháp, là chúng ta sẽ tạo được nhiều công đức phước báo. Đừng có nghĩ như vậy, là một sai lầm lớn. Chúng ta phải nghe pháp rất là nhiều, phải rất là cẩn trọng. Và thuyết những cái gì là thật hiện giờ thì lập tức rằng mình không thể nào thuyết sai pháp được. Và trí tuệ sẽ có mầm khởi sanh lên liền. Và cái niềm tin của những người Phật hay của những người nghe, họ nghe về chân lý ở mọi lúc mọi nơi, thì không bao giờ họ sẽ đi lạc cái con đường, và họ không bao giờ có thể mất cái niềm tin được trong giáo pháp của Đức Phật. Và cái người thuyết giảng
chân lý của Đức Phật đúng đắn, hiểu một cách đúng đắn. Không phải vì đó muốn có giới hạnh hay là không muốn có giới hạnh, mà tự tánh của cái pháp đó sẽ sanh khởi một cách tự nhiên, chứ không có ai muốn được điều đó. Và để cho chúng ta thấy những cái điều ác rất dễ làm là đời sống hàng ngày của chúng ta là những người con Phật, ngày đêm tranh thủ chúng ta nghe diệu pháp rất là nhiều, gìn giới hạnh, nhưng mà cuộc sống không phải chúng ta nghe rồi là đã bào mòn hay là đã diệt sạch được tham sân si đâu. Không phải, tham sân si nó lớn, nó bao trùm cả 31 cõi này. Chúng ta mới là một cái móng tay để cày cái quả núi thôi, còn chưa được nữa. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình như vậy là thù diệu, thù thắng. Chúng ta phải nghe pháp và học pháp bền bỉ rất là nhiều. Thì huống chi là ở đa phần chúng ta tiếp xúc với những cái người ác hạnh là nhiều, chứ người hiền trí thì không được bao nhiêu cả. Và cái thói quen của chúng ta là luôn luôn là phán xét, suy nghĩ. Nên chính vì vậy, những cái đối tượng khác người ta cũng thích những cái câu chuyện đó. Giờ đó mà nó gần gũi, nó tương tác. Và đa phần là cứ gặp nhau là họ bàn đến tham, vân vân. Mà nó rất dễ sanh khởi. Và chúng ta biết ấy, hàng ngày kể cả chúng ta tu học một cách chân chánh, nhưng mà ông chủ của chúng ta vẫn là tham và vô minh. Ngay kể cả chúng ta có đắc tu đầu nguồn Tư Đà Hàm, A La Hàm, thì cũng chưa có thoát khỏi được cái bàn tay của vô minh. Vậy rất dễ làm điều ác là như vậy, rất dễ làm tự hại mình. Vì chúng ta thường sao? Thường thương ghét bất thường, không hiểu về đối tượng. Do đó chúng ta chấp mọi thứ là mình, là của mình. Nên Đức Phật dạy rất dễ làm điều ác. Chúng ta đi trong giáo pháp của Đức cũng vậy. Chúng ta nghĩ là chúng ta phải làm một cái điều gì lớn lao trong chánh pháp, tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia, có được cái địa vị này, địa vị kia. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật thì nó đi ngược lại. Nhưng mà chúng ta lại cứ đi xuôi dòng của vô minh và tham ái, phải không? Tử cũng là một chiếc lồng để nhốt những cái vị sư. Vị sư không khéo cũng chỉ là một chiếc lồng để nhốt mình và nhốt những cái người mà mình cho là mình thương, mình quý, đệ tử của tôi. Tham ái và vô minh, tà kiến, nó ở mọi nơi. Sau cái thấy cái nghe không tỉnh giác là nó đã ập tới rồi, và đó là thức ăn của nó mà. Chúng ta tưởng rằng là lậu hoặc nó nằm ở đâu? Không, nó ở gần đây lắm. Vô minh nó ở sát đây thôi. Sau thấy nghe ngửi nếm đụng là vô minh nó ập tới rồi. Chúng ta vừa nhìn thấy món ăn ngon là trong này là đó đã điều khiển cái tay của chúng ta, để ý con mắt và nó hút vào gấp cái gì rồi. Và sau đó là những cái từ khen hay chê rõ rối rít lên rồi. Mà thực tế nó
có là cái gì, nó là cái tử thi của con này con kia để ở trên bàn rất là hôi, bỏ hành, bỏ tỏi, bỏ mắm, bỏ bột ngọt, rồi chan với cái nước của nó đầy mỡ mủ máu và chan vào cái cơm chúng ta húp xì sụp tối ngày. Nhưng mà vô minh nó đi ở trong đó, chúng ta không hiểu được đối tượng của nó. Do đây các dục, các tư duy tham ái là dục của con người, các hoa mỹ ở đời chúng không phải là dục. Và chúng ta biết đối tượng thị giác thì nó vô cùng vô tận, do vậy nó làm cho tâm của chúng ta nó rất là não đảng, khó có chánh niệm về nó lắm. Cái này nó vừa qua cái kia nó ập tới rồi. Đối tượng của cái nghe cũng vậy. Nên là cái người nào đó nói rằng tôi sẽ dùng cái phương pháp này để tôi chánh niệm tỉnh giác, cái người đó nghe có vẻ thì rất là trí tuệ, nhưng mà người trí nói rằng kẻ đó rất là vô minh, không có hiểu được các pháp là vô ngã. Và cái người nào hiểu các pháp được vô ngã thì sẽ hiểu được cái duyên cho chánh niệm và trí tuệ sanh khởi. Không thể có cái trường thiền nào, cái phương pháp thiền nào mà để tạo ra chánh niệm và tỉnh giác được hết á. Mà phải hiểu các pháp do duyên sanh như thế nào một cách đúng đắn thì mới có chánh niệm tỉnh giác được. Còn không là tôi tu tập, tôi hành thiền mà không hiểu được thiền là gì. Nếu mà chúng ta không hiểu được các thực tại, không hiểu được các pháp đang xuất hiện trong khoảnh khắc, chúng ta lấy cái tư cách gì để mà chúng ta hiểu các pháp là vô ngã? Và chúng ta lấy cái tư cách, cái phương pháp gì để mà chúng ta sanh ra các pháp? Thế thì nếu như vậy chúng ta hơn Đức Phật rồi. Đức Phật nói các pháp là do vô ngã, do duyên sanh. Nếu không có con mắt, không có đối tượng thị giác thì cái thấy không thể sanh khởi được. Và không có nghiệp của quá khứ thì con mắt không thể sáng được. Con mắt không thể nào là cái lơi lương cho cái tâm thấy được. Nên có nhiều người không có cái nghiệp tạo ra cái thấy, do vậy có nhiều người mù từ trong. Do gì? Do dễ làm các điều ác. Cái đời này rất dễ làm điều ác. Và chúng ta biết điều ác nó đến từ đâu? Không lẽ cái điều ác nó đến từ, nó không phải là cuộc sống nào, cái thấy cái nghe. Nếu chúng ta không được thấy cái được nghe thì liệu chúng ta có tạo ra ác nghiệp không? Không thể, không thể. Như vậy nghiệp nó cũng ở ngay đây trong đời sống này. Khi nào chúng ta càng hiểu về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái này, chúng ta sẽ hiểu được quả của nó. Chúng ta hiểu được sự vô thường. Chúng ta hiểu được nhân quả. Và chúng ta mới thấy kinh cảm cái đời sống sanh tử luân hồi. Ngày nào chúng ta, cả cái thế giới hơn 7 tỷ người này, hầu như cái lồi của nhà nào chưa đến cũng đầy xác của tử thi, của con này con kia. Mà chúng ta không nghĩ rằng đến phiên mình. Cuộc sống là vậy. Thực tại nó đang có mặt như vậy, nhưng mà chúng ta thường là vô minh nó che hết. Nên là điều ác nó rất dễ xảy ra. Mà nếu chúng ta không hiểu được điều này thì chúng ta, dầu chúng ta có tu cách nào, chúng ta có nói cách nào, thì cũng bị tham nó đánh lừa, si nó đánh lừa, tà kiến nó đánh lừa. Bỏ ra thuyết pháp xong một cái nè, đầy ắp những cái bất thiện nó vào. Không thể thanh lọc tâm được mình, mặc dầu mình không muốn giả dối, không muốn giả tạo,
nhưng bản chất của nó là giả tạo vì chúng ta không hiểu được pháp. Nên là chúng ta chỉ nói vậy thôi đã là mừng lắm rồi. Và chúng ta thấy cuộc sống ngày ngày nào cũng vậy, chúng ta thức dậy ngày mai cũng vậy thôi. Các bạn không phải tìm cái gì cả. Các bạn có đi tìm thì nó cũng chỉ có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm. Cái kiếp sau của bạn, bạn có sanh ra bạn chết đi. Bạn cũng chỉ là cái cứng, mềm, nóng, lạnh, những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà. Rồi lại phiền não, rồi ngủ say. Lúc mà chúng ta ngủ say, ngay trong đời này, con ở đâu chúng ta cũng không biết, tài sản ở đâu, mình ở đâu, cha mẹ ở đâu, vợ chồng ở đâu, con cái ở đâu, thân thể mình nằm ở đâu, hoàn toàn chúng ta không biết được mình là ai, một chút phiền não cũng không có. Tất cả mọi người thù, người thương cũng không có ở trong đó. Tại sao chúng ta thức dậy thì những cái thứ này nó lại thức dậy? Có phải là chúng ta không hiểu được cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng không? Ngày mai các bạn cũng chỉ có nhiêu đó, các bạn không hiểu thì nó cũng chỉ nhiêu đó, sanh lên và diệt theo vô minh, theo cái đường hướng của nó mà thôi. Do vậy dễ làm các điều ác, dễ làm tự hại mình, còn việc làm việc tốt thật tối thượng khó làm. Việc làm việc tốt là gì? Bố thí giới, tham thiền trí tuệ, phát triển con đường tứ niệm xứ rất là khó làm. Đừng có tưởng là chúng ta làm được một vài cái việc phước báo đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta dễ làm. Không. Ở Phật nói cái người nào mà những cái hiểu được pháp mà nó trở thành một cái hạnh lành kia, chứ còn mà chúng ta mới làm một cái việc vài việc pháp đó rồi chúng ta ngã mạn, nó không trở thành một cái thắng hạnh, hạnh lành đó. Những cái đó đó, cái hạnh lành mà đưa chúng ta trong nhiều kiếp sống sanh về cõi người, cõi trời, rồi thành tựu những cái ba la mật, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi đó. Thì cái việc làm việc tốt đó thật là tối thượng, khó làm lắm. Bởi vì luôn là cái ý niệm về ngã mình luôn nó ẩn tàng, là tham ái chấp thủ, nó cản trở chúng ta chỉ làm những cái công việc mà chúng ta